Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành của đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, là trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật qua hệ thống tổng đài 1900 6179, chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều các cái câu hỏi, các cái nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mà quyền sử dụng đất chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận. Vậy trong trường hợp này, những cái giao dịch liên quan như trên ấy thì có phù hợp với quy định của pháp luật hay không, và những người đã và đang có ý định thực hiện cái giao dịch mà quyền sử dụng đất khi mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì có nên thực hiện các giao dịch đó hay không, thì tại video này chúng tôi xin phép được thực hiện các nội dung tư vấn cụ thể để mọi người có thể tham khảo. Kính thưa mọi người, là theo quy định của luật đất đai năm 2013 thì nhà nước luật quy định cụ thể là nhà nước công nhận cái quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Như vậy thì đối với những cái quyền sử dụng đất đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận ấy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là nhà nước đã thừa nhận và công nhận cái quyền sử dụng đất đó. Cũng theo quy định tại luật đất đai năm 2013, cụ thể là tại điều 188, thì quy định là người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các cái điều kiện sau đây. Cái thứ nhất ấy, là quyền sử dụng đất là không có tranh chấp, đấy mọi người chú ý nhé. Cái thứ hai là quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Cái thứ ba là quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất. Và đặc biệt là cái thứ tư ấy, là quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận được nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo đúng quy định. Trừ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất ấy, là người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được chuyển nhượng cho người khác. Thứ hai là trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện để cấp sổ đỏ, tức là trong trường hợp này là chưa cần có sổ đỏ. Như vậy là đất chưa có giấy chứng nhận hay ta thường gọi là chưa có sổ đỏ ấy, thì theo quy định là không được chuyển nhượng mua bán quyền sử dụng đất, trừ hai cái trường hợp mà tôi vừa mới trình bày nêu trên. Kính thưa mọi người, như vậy là theo quy định ấy, thì cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận ấy, thì là không phù hợp với quy định của pháp luật đấy. Và trong trường hợp này, nếu mà có xảy ra tranh chấp, có xảy ra kiện tụng thì cái giao dịch quyền sử dụng đất khi mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận đấy thì sẽ bị vô hiệu, và theo quy định ấy, thì các bên sẽ trả lại cho nhau những gì đã nhận. Bởi vậy thì tôi với tư cách là luật sư khuyên mọi người rằng là nếu trong trường hợp mà quyền sử dụng đất nào đó mà mình đang có ý định mua nhưng chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận đấy, thì chúng ta nên đề nghị bên chủ sử dụng đất là thực hiện các cái thủ tục liên quan để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Sau đó thì chúng ta mới thực hiện các cái giao dịch liên quan để nhận cái quyền sử dụng đất đó, nhằm đảm bảo cái sự an toàn và pháp lý, tránh rủi ro cho bản thân mình khi mà thực hiện các giao dịch mua quyền sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận. Chúng tôi mong rằng là với các nội dung tư vấn cụ thể thì mọi người có thể áp dụng và lưu ý, cũng như là tránh những rủi ro cho mình trong quá trình mà xem xét đến những điều nhận quyền sử dụng đất liên quan. Chúng tôi hy vọng rằng là có thể nhận được sự quan tâm ủng hộ từ tất cả mọi người bằng việc đăng ký, like, theo dõi kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Qua đó có thể đưa kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn tới đông đảo người dân để mọi người có thể tiếp cận và được luật sư tư vấn một cách hoàn toàn miễn phí mọi lúc mọi nơi. Thưa mọi người, là trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến việc là có nên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mà chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, và trong trường hợp mà chúng ta đang có ý định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà đất chưa được cấp thì chúng ta nên làm gì. Thì trên đây là những nội dung tư vấn liên quan để mọi người có thể tham khảo. Sau cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều.